Mày đi ăn lần mới đầu dữ vậy. Mày cứ cười quá à. Mày nói chị chị đi ăn thì mày chị phải làm đẹp lên. Chị ăn rồi chị không làm đẹp lên rồi các em thấy chị xấu và em dừng tụi ăn chị rồi. Chị chửi em. Chị không bao giờ cho chị mà phải bớt cái đầu đậu bông. Thì... Tôi nó làm đẹp, xỏ tóc buông dài, tóc xè tóc suối. Tóc đâu xỏ? Nó biểu kia chị cắt tóc cho cá tính nhìn cắt tóc cho buông xỏ. Mày sao mày mày khó khăn quá nó mở nhà hàng nó biểu chứ chị. Chị qua chị ăn nha, chị phải làm đẹp, tóc buông xỏ, tóc đâu buông xỏ? Cái tính giỡn cho xóa cho là giờ rồi. Ai giỡn bây giờ vậy là trung thành với con cá tóc. Bây giờ tới đi ra cái tiệm khác nó nói tóc cho đẹp không? Trung thành với con cá tóc. Mà nó làm như nó đẹp lắm không? Cái này cắt cái đời nào không có còn cái gì hết trơn. Vì Khương đâu không còn. Nó kêu là đi ăn á, qua vô cái quán mà em A Mà là cái gì mà phải dịch qua là bà nội. Bà nội quán không ơi, quán bà nội. Đó, còn A Bò là bà ngoại. Mình mới đi mình nồm nã, mình vô mình tiếp. Là làm tóc bà nội. Làm tóc lên phải ngồi với mẹ, đi hạ má thiên nhiên. Ngồi cái dòng là dòng bà nội. Hiểu không? Thì vô A Mà là mình biết rồi. Đó, chị là làm ở đâu? Hồ Sơn đâu? Hey, bà nội. Thấy chưa? Ồ, Hồ Sơn đó mình hay. Không, phải ông bà nội. Nó xuống em chửi đó quý vị, chứ đi ăn cái chương đâu có chửi bới gì ai đâu. Dễ thương lành nã, dễ thương lắm. Môi lành, môi lành. Môi lành. Cái môi nó hơi ấy vậy thôi chứ lành lắm, mỏ bị cái mỏ thôi chứ cái nết mỏ em thôi. Nết vậy thôi đó, dạ cái nết môi. Em nói thiệt chứ quý vị, em hiền khô thôi, không tin ở đây Nghĩa rồi. Ê, ủa? Nghĩa. Trời ơi. Em chị là chị hiền không? Ngôi sao? Hiền lành không? Có bây giờ. Ngôi sao mà tâm tâm tình, tâm tình nè. Chị là nè, chị làm MC với lành rồi, chị làm MC với em rồi. Em thấy cả đời chị có giờ là ai đâu, Nghĩa thấy không? Tại cái miệng chị nó vậy thôi. Dễ cái miệng á, phải không Nghĩa? Nói câu công bằng từ tâm. Em nói câu công bằng từ tâm coi nè. Hả? Chết cha giàu này thân phận quá, cha biết rồi tự nhiên tu tâm. Nghe lời hả? Trà lên đây hả? Giọng của em hôm nay nào mở cái giọng lắm rồi. Giọng xuất. Mở cái gì? Tao không nói. Chứ tôi là mất nói đem dịch lại vậy. Tao nói để. Cái gì? Cái hả? Trời ơi. Trời ơi. Nghe cái gì? Cố tình thì im lặng, tôi không nói tiếng nào hết trơn. Trời rồi à. Chị nói chị hiền là chị. Hiền nhất. Cho anh lục còn dễ rồi nói lại đó. Trời ơi. Má cho tôi giật mặt tôi vô sợ. Qua nói chị coi công bằng có bây giờ. Dạ. Thì qua đứng mày nói đâu coi công bằng có bây giờ. Hồi nãy chứ chị Cương thấy có cái bó bông để dưới rồi đi mừng cây đưa đúng không? Để đi xin dùng đó. Đúng rồi, dùng đó. Chị nghĩa cho thằng bông hả? Dạ. Em nói thằng em mà chị Hương. Yên nào chứ, dạ. Gọn hả? Dạ. Ừ. Em. Trời ơi, tới đứng ra mà chị không thấy thằng luôn á. Dạ. Chị này. Trời qua tới em không thấy nghĩa luôn á Cương. Sao em nói chị biết đi, đó là chị hiền nhất trong showbiz đúng không? Trời ơi, còn ai nói, em nói thiệt là hồi đó giờ em làm là chị Hương là hiền nhất trong showbiz luôn. Nó nói mà nó dắt mấy lần luôn. Biết nó nói gì nữa. Em chỉ ngửa miệng á thằng đúng không? Ngửa miệng luôn. Khoan khoan khoan, mày đang nói con đạo đi. Đây con trai qua đây nói đi, con trai. Nè em đang nói đi, đạo nó nói nó bị dắt ra. Em nói là chị Hương là người hiền nhất trong showbiz đúng không? Nói chung là chị Hương cũng chấm em hai cái quán quân rồi. Giờ nó sai với chị là em mệt lắm. Đi về đi em. Cái người em sao mà sống sai sự thật, có người sống có chính kiến. Chị Hương đi em sống giờ giải thưởng. Rồi sống giờ giải thưởng. Trời ơi. Nói vậy ăn hoài. Cái gì vậy trời ơi, cái dĩa này con bên kia kìa. Cái nghiệp tôi ngộ cái đồ ăn của đâu là nó buông nó ăn à. Dĩa nó không được sao nó qua mà dĩa tôi nó ăn. Bà mày không có gì nghĩa. Mà vì cái này là nấm em ăn được. Một cái nó dọn bằng thịt cá. Kìa bên kia không có đồ chay chứ bộ không có đâu. Ủa mà chị không mang luôn, chị định nói gì tôi mới luôn hả? Tao chưa dọn gì hết trơn em. Dọn chưa? Dọn kêu 2000 món chàng cái bàn rồi đó. Đó, tới ăn khai trương nhà hàng ta mới ăn. Tắt đi mấy em chơi.